Xin chào các bạn. Bạn có thấy việc buộc chỉ xúc xích bằng tay mất rất nhiều thời gian, công sức mà lại không được đồng đều và số lượng còn hạn chế không ạ? Và nếu bạn đang cần tìm một chiếc máy giúp bạn buộc chỉ xúc xích được nhanh hơn, đều hơn và nhiều hơn thì hãy cùng tôi tìm hiểu chiếc máy này nhé. Máy buộc chỉ xúc xích thủ công quay tay. Với chiếc máy này, nó được cấu thành 100% từ inox cao cấp, chống rỉ sét rất tốt, không phát sinh các chất có hại trong quá trình sử dụng, dù liên tục phải tiếp xúc với muối hay là nước, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Thêm nữa thì việc vệ sinh nó cũng cực kỳ là dễ dàng. Đây là ống buộc chỉ của máy, nó có đường kính là 4,5cm, nên bạn có thể buộc được nhiều kích cỡ, xúc xích, lạp xưởng khác nhau. Điều này thì đồng nghĩa với việc bạn có thể sản xuất được đa dạng sản phẩm hơn, đáp ứng được nhiều nhu cầu hơn cho người tiêu dùng. Giống như tên gọi, đây là một chiếc máy thủ công và phải quay bằng tay, nên chỉ cần bạn sử dụng đúng cách thì bạn có thể sử dụng nó cả chục năm cũng không vấn đề gì. Mà nếu không may ấy, thì việc thay thế hay là sửa chữa nó cũng cực kỳ là dễ dàng. Và vì hoạt động 100% cơ học như vậy, nên nếu mà có gặp các sự cố về điện thì bạn vẫn sử dụng được một cách bình thường. Về cách thức hoạt động của chiếc máy này cũng cực kỳ đơn giản. Bánh răng lớn của tay quay sẽ luôn ăn khớp với bánh răng nhỏ của trục xoay, nên nếu bạn quay được một vòng thì trục xoay sẽ quay được nhiều hơn thế. Nhờ vậy mà quá trình buộc chỉ xúc xích của bạn sẽ cực kỳ nhanh chóng và nhẹ nhàng. Tuy vậy thì năng suất vẫn phải phụ thuộc vào bạn. Nếu như bạn chưa quen thì có thể sẽ hơi chậm, nhưng nếu quen rồi thì năng suất chắc chắn sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Trung bình 1 phút bạn sẽ có thể buộc được từ 40 đến 60 cái xúc xích. Tóm lại, với chiếc máy này, do được cấu thành 100% từ inox cao cấp nên sẽ vô cùng bền bỉ, dễ dàng vệ sinh. Ống buộc chỉ thì lại lớn, giúp bạn buộc được đa dạng kích cỡ xúc xích hơn. Vận hành thì ổn định, dễ dàng, năng suất thì lại cao. Và để đặt mua cũng như là tìm hiểu thêm về sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại 0896 905 905 hoặc truy cập website maythailong.com. Cũng đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Máy Thái Long để đón chờ các sản phẩm mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.